Xin chào các bạn. Cao Phong hiện giờ mưa liên tục mọi người, ngày nào cũng mưa, nước chảy lênh láng này mọi người. Mưa có một tí thôi mà thừa nước này, chảy sợ thật. Mọi người nhìn này, này là toàn là đất màu chảy ở đây mọi người, nhìn sợ không? Đây là vườn mình này mọi người này, mình đang lượn vườn xung quanh này, xem này, mọi người nhìn này, nước chảy này. Mưa có một tí thôi mà thừa nước luôn. Cao Phong bây giờ chiều nào cũng mưa mọi người. Này cam này, nứt hết. Sợ nhất là nứt đây mọi người. Rồi là như này mà nhà nào mà đất đồi như kiểu nhà mình như này mà phát cỏ trơ trong gốc thì khả năng trôi hết đất màu mọi người. Vậy nên là mùa này chỉ phát cách gốc ra tầm khoảng mét, độ khoảng mét, mét 2 gì đấy mọi người nhá. Còn xung quanh mọi người vẫn cứ để cỏ để cho nó giữ đây này mọi người nhìn. Đất màu nó trôi này. Sợ không? Quá đáng sợ luôn, nó chảy này. Trời đất, lũ lụt mất rồi. Sợ thật mọi người ạ. Mọi người nhìn nước nó chảy này. Quá sợ luôn. Vàng, đi theo làm gì, về đi Vàng. Sợ quá mọi người. Nước nó mưa một tí thôi, nó thừa nước này. Nhiều thật. Chỗ các bạn có biết có mưa không? Chỗ mình thì mưa, chiều nào cũng mưa. Mưa suốt mọi người. Nước mưa một tí thôi mà nước nó chảy lênh láng luôn. Sợ thật. Mưa to thật đấy mọi người. Nhìn nước kìa. Nhìn quá sợ luôn mọi người. Nước nhiều thế. Mọi người xem không biết là chỗ vùng của các bạn có mưa không. Đấy, mưa nhiều nước này mọi người. Trời, sợ thật, xiết luôn. Đây là đường bê tông đấy mọi người. Quá đáng sợ luôn. Thôi, nội dung video mình quay chia sẻ mọi người cũng chẳng có gì cả. Chỉ là để cái trời mưa như này, không biết là tình hình ở chỗ các bạn mưa gió thế nào. Như Cao Phong mình đây, cảm ơn mọi người đã xem và quan tâm đến kênh. Không biết là chỗ các bạn có mưa không, để cùng nhau chia sẻ những cái gì hay trong cuộc sống mọi người nhé. Nước nó lội ngập cả chân con Vàng luôn mọi người. Sợ quá, lại tiếp tục mưa rồi mọi người. Mình phải về thôi. Lại mưa to rồi mọi người. Lại tiếp tục mưa to rồi. Mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.